Bây giờ là 6 giờ 45 phút sáng và cà phê ngày mới sẽ được tiếp nối cùng với những thông tin về thời tiết và khí hậu đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên vùng biển phía nam của Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động. Khoảng từ 27 cho đến 28 tháng 12, vùng áp thấp này sẽ đi vào khu vực phía nam biển đông và có khả năng cao mạnh lên thả thấp nhiệt đới, gây mưa dông thèm kèm theo gió giật mạnh. Bắt đầu từ đêm ngày 29 tháng 12, gió mùa đông bắc mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Từ ngày 30 tháng 12, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm rét hại thứ hai của mùa đông năm nay với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 cho đến 11 độ. Vùng núi từ 5 cho đến 8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ, có nơi dưới 0 độ C. Khu vực Bắc Bộ từ ngày 26 đến 29 tháng 12 trời ít mưa, sáng sớm nhiều nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng và trời rét. Càng gần đến Tết dương lịch, trời chuyển rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực Trung Bộ từ 26 đến ngày 29 tháng 12 ít mưa trời lạnh, trong ngày 30 tháng 12 trời rét đậm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông cục bộ, riêng khu vực Nam Bộ từ 29 cho đến 30 tháng 12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to.